cho doanh nghiệp của mình ạ. Thì giới thiệu đôi nét về MT thì hồi nãy là ChatGPT, AI của video cũng đã đọc rồi đúng không ạ? Thì hiện tại MT đang là giám đốc công ty Vio và cũng tham gia một số hội doanh nhân, hiện tại là Vietling, và có là ủy viên ban chấp hành hội doanh nhân ở Long An và cựu của ban chấp hành của câu lạc bộ doanh nhân 2030. Nếu các anh chị có cần quan tâm các mối quan hệ ở đây thì có thể giới thiệu cho các anh chị ạ. Vậy tại sao TikTok lại mỏ vàng cho doanh nghiệp? Thì chúng ta sẽ xem phần ở đây ạ. Cho thi hỏi với hội trường là ai có tài khoản Facebook, các anh chị giơ tay ạ. Dạ vâng. Ai đăng ít nhất một bài trên một tuần trên Facebook, các anh chị cũng giơ tay ạ. Mỗi ngày sao? Nếu mỗi ngày thì giơ tay 7 lần chứ em ạ. Các anh chị nào có tài khoản TikTok rồi ạ? Khá nhiều luôn, TikTok chúng ta rất công nghệ đúng không ạ? Vậy anh chị nào là đăng ít nhất một bài trên TikTok là một tuần một lần ạ? Chỉ có 1-2 hình như là rất ít đúng không ạ? Đó, thì rất ít thì em chia sẻ cho các anh chị thấy được là quá trình của Facebook và quá trình phát triển của TikTok tại Việt Nam như thế nào. Thì Facebook trình làng năm 2005, nhưng mà TikTok trình làng là năm 2016. Và ở Facebook thì năm 2006 thì được sử dụng ở Việt Nam. TikTok là 2019 thì mới được sử dụng tại Việt Nam các anh chị ha. Và năm 2015 thì gần 10 năm sau thì Facebook mới có khoảng 50% dân số của Việt Nam sử dụng thôi. Một giai đoạn rất là dài. Và tới năm 2020, sau một năm thì Facebook thì TikTok có 15% dân số. Nhưng mà chủ yếu là giới trẻ, cho nên các anh chị hay nghe là TikTok là những cái kênh của giới trẻ, của trẻ trâu đúng không ạ? Bây giờ thì năm 2023 đối với Facebook đang có 70% dân số của chúng ta đang sử dụng Facebook. Cho nên là phần lớn các anh chị ở đây đều có tài khoản Facebook đúng không ạ? Còn đối với TikTok thì hiện tại các anh chị ha, sau 3 năm từ 15% sẽ tiến lên là 64% dân số của năm 2023 đã sử dụng. Các anh chị thấy TikTok xuất phát điểm sau Facebook hơn 10 năm, nhưng mà TikTok chỉ mất 3 năm thôi để chiếm được 64% dân số của chúng ta. Cho nên các anh chị thấy là quá trình mà TikTok gia nhập vào Việt Nam và phát triển cực kỳ mạnh mẽ và có rất là nhiều người dùng và tăng trưởng rất là nhanh tại thị trường của Việt Nam của chúng ta. Các anh chị sẽ nhìn lên trên bảng, các anh chị sẽ thấy em Thi sẽ so sánh cho các anh chị chi phí quảng cáo. Tại vì marketing mà chúng ta phải có chi phí đúng không ạ? Thì em Thi sẽ chia sẻ cho các anh chị. Đầu tiên là kênh Facebook. Đối với Facebook, nếu mà có 1.000 lượt view, 1.000 lượt hiển thị á, thì các anh chị mất đâu đó khoảng 11 đô, tương đương với 250.000 ha. Đối với YouTube thì các anh chị mất khoảng 20 đô, thì tương đương khoảng 500.000. Google thì 208 đô. Google là cao nhất các anh chị ha. Google là cao nhất, tương đương với 5 triệu cho 1.000 lượt hiển thị. Đối với TikTok thì hiện tại chỉ có 5 đô các anh chị. Trung bình khoảng 5 đô là khoảng 120.000 cho 1.000 lượt hiển thị. Cái chi phí mà để đầu tư vào TikTok thì nó còn rất là nhỏ. Tuy nhiên các anh chị nhìn thấy một cái mẫu quảng cáo mà bên Thi làm cho khách hàng phía dưới ạ. CPM, cost per mile, chi phí trên 1.000 lượt hiển thị thì nó chỉ khoảng 9 đến 10.000, hơn 10.000 thôi. Tức là tổng khoảng 0,5 đô để có 1.000 lượt hiển thị. Cho nên là nó còn cực kỳ rẻ, thị trường nó còn đại dương xanh và chi phí nó rẻ hơn rất nhiều so với những kênh khác ạ. Em Thi sẽ làm một cái demo cho các anh chị. Trên kênh TikTok của Thi có một cái video lên xu hướng tầm hơn 200.000 lượt view. Thì nếu như tính chi phí hồi nãy thì chúng ta thấy là với một cái video lên xu hướng này chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 24 triệu, tại vì nó có 200.000 lượt view đúng không ạ? Các anh chị thử tưởng tượng các anh chị sẽ có một cái video 1 triệu view ở trên TikTok thì sẽ như thế nào. Thì các anh chị sẽ tiết kiệm được đâu đó 120 triệu trên một cái video khi mà chúng ta đăng lên trên TikTok. Tuy nhiên là hiện tại nền tảng này đang có xu hướng là cho những cái video sáng tạo sẽ lên xu hướng một cách tự nhiên, không cần tốn chi phí quảng cáo. Và trong marketing là traffic
là lưu lượng thì là vàng, đúng không các anh chị? Các anh chị nào đồng ý với Thi trong marketing traffic bằng vàng ạ? Dạ vâng, Giang xin một tràng pháo tay cho các anh chị đã giơ tay ạ. Tại vì marketing là một hình thức mình quảng bá, mình xuất hiện với những người khác, đương nhiên khi có traffic chắc chắn nó sẽ biến thành tiền. Và đây là 6 kịch bản thông dụng trên TikTok mà các anh chị có thể quan tâm để hướng cho nhân viên của mình xây các kênh trên TikTok ạ. Đầu tiên là kịch bản về dạng hướng dẫn kiến thức. Đây là một cái kịch bản cực kỳ dễ thực hiện. Ở đây có kênh Lâm Minh Chánh chia sẻ về kiến thức của ngành tài chính ạ. Thứ hai là kịch bản về truyền cảm hứng. Nếu như các anh chị hay có những cái kiến thức mà truyền cảm hứng tạo động lực á, thì cũng là một cái hình thức rất là dễ lên xu hướng. Và đây là kênh của Master Anh Đức, rất trẻ nhưng có 1,3 triệu lượt follow. Kịch bản thứ ba là kịch bản dance, nhảy. Nếu mà mình có cái năng khiếu hoặc nhân sự của mình có năng khiếu thì cái việc mà nhảy ở trên TikTok nó cũng rất là dễ lên xu hướng. Thứ tư là kịch bản hài hước. Ở đây là kênh bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đây, ai biết bác sĩ Cao Hữu Thịnh ạ? À? Dạ vâng, nhiều đúng không ạ? Cao Hữu Thịnh đang làm marketing với lại Ngọc Trinh, đúng không ạ? Thì Cao Hữu Thịnh là theo cái kịch bản hài hước. Vâng. Tiếp tục là kịch bản review kiểm chứng. Thì đây là có kênh Kiên Review, chuyên review các sản phẩm. Thì đây cũng là một hình thức rất là phổ biến. Thứ sáu là dạng story, kể chuyện. Nếu như các anh chị có năng khiếu và có cái voice ấm á, thì các anh chị có thể tạo cái kênh là chuyên kể chuyện cho người khác nghe thôi. Chúng ta có thể kể bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống thì cái xu hướng nó cũng cực kỳ là dễ lên luôn các anh chị ha. Đó. Và doanh nghiệp thì nên bắt đầu như thế nào? Tại vì có một số doanh nghiệp sẽ cảm thấy khó khăn khi bắt đầu với TikTok. Thì ở đây em Thi cũng có 7 công thức để video lên xu hướng. Tại vì nhiều khi mình làm mình không biết làm sao để lên xu hướng, đúng không ạ? Thì đầu tiên là nội dung nó phải có giá trị cho người xem. Tức là nó phải có một cái giá trị gì đó giúp người dùng, người ta thêm kiến thức, hoặc người ta thêm kỹ năng, hoặc người ta vui, giải trí. Quan trọng nhất là cùng một chủ đề nha. Em thấy sơ sơ ở đây kết bạn với các anh chị đang từng đương thích, đang đủ thứ chủ đề. Thì cái việc mà chúng ta đang lộn xộn thì TikTok nó sẽ không hiểu chúng ta đang muốn target đến đối tượng khách hàng nào, người xem như thế nào, thì cái kênh của chúng ta nó sẽ rất là khó lên xu hướng. Thứ hai là mỗi tuần ít nhất là chúng ta phải có 3 video. Nếu như chúng ta có ít hơn thì nó sẽ mất tương tác. Tại vì người ta xem trên TikTok, người ta sẽ muốn là cái fan hâm mộ, người ta muốn mình ra video mới để người ta xem, mà mình không có ra thì ta sẽ bỏ follow kênh của mình. Thứ ba là tương tác với cộng đồng. Nhiều khi là có người comment ở trong cái bài của mình mà mình không trả lời cũng là một cách là nó bị hạn chế tương tác các chị ha. Thứ tư là âm nhạc, video chất lượng, âm thanh, ánh sáng đầy đủ. Nhiều khi chúng ta quay nó mờ hoặc là âm thanh không rõ thì nó cũng không được lên xu hướng. Thứ năm là quan trọng, đặc biệt là sử dụng hashtag. Hashtag là gì các chị có biết không ạ? Hashtag bắt đầu bằng ký tự gì ạ? Thanh. Dạ vâng. Giống như những kênh khác thì là thăng. Thì trong hashtag này các anh chị phải hashtag đúng lĩnh vực của mình, chứ không phải là mình thích hashtag cái gì là mình hashtag, đúng không ạ? Thì trong đó nó có hai hashtag quan trọng. Một là hashtag về ngành, hai là hashtag về thương hiệu của chính các anh chị. Nếu như chúng ta không hashtag thương hiệu thì video nó sẽ cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ ít được người tiếp cận hơn. Thứ sáu là quy tắc 20-80. 20% đầu của video sẽ quyết định 80% là khách hàng còn ở lại xem video hay không. Nếu như cái khúc đầu của các anh chị video mà nó không hay á, người ta sẽ lướt qua luôn, thì coi như lướt qua đời nhau luôn, không bao giờ quay lại, đúng không ạ? Cho nên 20% cái phần đầu của video là tinh túy nhất để chúng ta đưa lên và thu hút được khách hàng. Và cái thứ bảy là chúng ta phải cập nhật xu hướng thường xuyên các anh chị ha. Nếu như chúng ta không có bắt trend thì chắc chúng ta sẽ rất là khó lên xu hướng. Và đây là 7 công thức giúp video lên xu hướng. Và tiếp theo khi chúng ta biết cái này thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta cần setting cho kênh các anh chị. Ở đây các anh chị có biết cụm từ setting chưa ạ? Chưa luôn. Dạ. Thì setting cho kênh là gì? Ví dụ đây, thứ nhất á, nếu mà các anh chị á lên trên TikTok, cái chữ A cộng phía sau cực kỳ quan trọng. Nó giống như một cái domain tên miền mình phải giữ. Ví dụ công ty mình là công ty ABC, thì cái A cộng ABC đó nó phải thuộc về mình. Nó ngắn gọn, dễ nhớ và nó mang tính chất thương hiệu. Thì nếu như mà ai mà đang đặt cái user, cái ID của mình á, nó không gọn gàng mà không theo thương hiệu thì chúng ta cố gắng sửa lại. Là ví dụ đây A cộng Bio Company là tên công ty của Thi ạ. Thứ hai là các anh chị hình dung được là trong marketing nó có hiệu ứng đám đông.
nếu như cái kênh của chúng ta có 1-2 người follow thì nó sẽ tạo cho cái sự là nó chưa được uy tín, đúng không ạ? Bắt buộc chúng ta phải tăng follow lên, chúng ta seeding cho cái kênh của mình để những người khác nhìn vào cái kênh của chúng ta thì nó sẽ uy tín hơn. Thì ngày hôm nay đó thì Vio có lập trình một cái trang web là vioup.net. Ở trên này nó sẽ có tất cả các kênh follow, các chị nhìn thấy ở đây là Facebook, YouTube, TikTok, tất cả các kênh luôn. Thì các anh chị chỉ vào trong này nạp tiền vào và chúng ta tăng bất kỳ cái kênh nào mà chúng ta muốn. Ở đây là thuộc bản quyền của Vio Company các anh chị ha. Thì các anh chị thấy ở đây có thể tăng like, tăng share, rồi tăng comment. Trong cái tên thì bắt buộc là phải có seeding trước khi chúng ta chạy quảng cáo hay là chúng ta chạy một chiến dịch nào đó để gây hiệu ứng đám đông cho khách hàng. Và ngày hôm nay thì em Thi có một cái gói tăng follow để khuyến khải tới các anh chị. Tại vì ở đây có thể tăng trên Facebook, có thể tăng trên TikTok, bất kỳ kênh nào của các anh chị hoặc cá nhân hoặc là công ty các anh chị ha. Thì đây là 5.000 follow trên TikTok hoặc Facebook thì bình thường có giá 5 triệu thì hôm nay chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. 10.000 follow thì giá 10 triệu mà hôm nay chỉ có 4 triệu rưỡi thôi ạ. Và 20.000 follow thì 20 triệu chỉ có giá 8 triệu thôi. Chúng ta có thể tạo cho chúng ta một cái trang uy tín hơn, chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Anh Hưng lát nhớ order em nha. Và chương trình và cái này sẽ được bảo hành, và đa phần khách hàng bên công ty của Vio thì sẽ không có bị tuột follow hoặc là bị bất kỳ cái lỗi gì về khi chúng ta tăng kênh setting ạ. Và cái thứ hai là em Thi hiện tại đang có những chương trình đào tạo về TikTok, đào tạo 4 buổi, và bình thường là phí để tham gia khóa học là 7 triệu thì hiện tại đang giảm còn 3 triệu rưỡi. Nếu như các anh chị muốn cho nhân viên của mình đi học để biết kiến thức về TikTok và chúng ta sẽ quản trị được kênh của mình, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta tạo video thì có thể đăng ký khóa học này với bạn Thanh Yến phía dưới, là mặc áo cao phía dưới là trưởng phòng kinh doanh của công ty Vio ạ. Dạ vâng. Các anh chị nhìn thấy ở đây là đào vàng đúng không ạ? Các anh chị ai chơi game đào vàng rồi ạ? Dạ. Ai cũng chơi game đào vàng, em chắc chắn là như vậy. Thì đào vàng thì đây có hai ông đào, có người thì đào trúng vàng nhưng mà có một người thì đào trúng đá, đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu mà cái ông đào trúng đá đó, ông vẫn tiếp tục ông đào nữa thì chắc chắn ông sẽ gặp vàng. Cho nên là trong một cái kênh nào đó khi chúng ta làm chắc chắn nó sẽ có sự khó khăn. Tuy nhiên chúng ta phải kiên trì và chúng ta đầu tư công sức vào một chút thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được vàng trên kênh TikTok ạ. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Anh chị thấy cô giáo chia sẻ hay không ạ? Hay quá. Chúng ta sẽ có hai phút đặt câu hỏi cho cô giáo thi của chúng ta. Xin mời các anh chị ạ. Anh chị quan tâm lĩnh vực ngành nào hoặc là đặc biệt là các ngành của mình, nhiều khi dạ xin mời anh Đông. Đầu tiên ông xin chúc mừng là cái buổi showcase thành công của bạn Thi. Thì công ty của Đông đang ở trong giai đoạn thật sự rất là muốn phát triển những cái kênh TikTok và những cái kênh truyền thông. Thì hiện nay như lúc đầu mình có giao lưu nhanh á, thì Đông nói là Đông đang bị một cái vấn đề là còn bị ngại trước ống kính và chưa có một cái content rõ ràng và một chiến dịch TikTok rõ ràng. Thì ngoài cái vấn đề là bên Thi xây dựng những cái content thì bên Thi có đội ngũ để xử lý về media, camera hay là có những cái buổi training cho doanh nghiệp để sau một thời gian họ có thể tự làm những cái kênh TikTok của họ và hay không? Dạ cảm ơn anh Long rất nhiều ạ. Thì không giống gì anh là mới tham gia cổ phần với Bích Sao rồi ạ. Xin mời Bích Sao đứng dậy ạ. Thì trong cái quá trình xây dựng kênh TikTok thì hiện tại là Thi cũng đang có nhiều dự án kết hợp với Bích Sao là xây dựng kênh cho khách hàng. Bên em Thi sẽ xây dựng content và định hướng xây kênh cũng như là có một cái chiến lược cho cái kênh của mình để nó tăng trưởng phù hợp. Và đương nhiên thì Bích Sao sẽ là phụ trách media, quay dựng các ghép cho mình. Và đương nhiên anh Nam có rất nhiều kinh nghiệm thì sẽ không lo về vấn đề video, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Đông rất nhiều ạ. Thì cho anh hỏi là cái TikTok thì nó mang cái nó hơi cá nhân á. Dạ. Thành ra nếu mà mình là người quay thì ok rồi đó, nhưng mà nếu mà để cho đội cũ gì á mình thực hiện cái đó thì liệu nó có
cái sức hút nó có nhiều không và nó thành công không, và cái cách để mà mình chuyển giao cho người khác đó là mình sẽ như thế nào? Dạ cảm ơn anh Hào ạ. Thì với câu hỏi của anh á, thứ nhất là mình ví dụ mình không có trực tiếp mà mình cho một bạn khác thì có nên hay không? Thì nếu trong trường hợp mình cho một bạn khác thì nó không phải là một bạn mà là một team thì nó sẽ hay hơn, và chúng ta sẽ xây dựng theo là kênh công ty chứ không phải kênh cá nhân. Tại vì nếu mà chúng ta xây theo kênh cá nhân thì nhân hiệu cá nhân của bạn đó sẽ nổi lên, và có thể khi bạn rời công ty thì bạn mang luôn cái thương hiệu cá nhân của bạn đi. Cho nên nếu mà trong quá trình xây kênh, anh nên xây theo dạng công ty và là một team, và cái bạn đó có thể là bạn chính trong team thôi chứ đừng có để cho bạn đó một mình. Thì khi mà xây team như vậy, trong quá trình chuyển giao anh sẽ chuyển giao cho cái người khác, thì đương nhiên trong cái kênh của anh là bạn đó phải mặc đồng phục nè, hoặc là có những cái gì liên quan về công ty của mình là tốt nhất anh. Dạ dạ cảm ơn anh ạ. Dạ cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.